Ngọc Thơ thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Tô ngứa tay thọc sườn thủ chính Phạm Minh Chính thành công khi loại Vương Đình Huệ ra khỏi cuộc đua vào ghế thủ tướng ở đại hội 13 Thế rồi sự kỳ vọng một Phạm Minh Chính đã từng làm khởi sắc nền kinh tế Quảng Ninh đã tan thành mây khói Qua 2 năm điều hành nền kinh tế Phạm Minh Chính cho thấy ông yếu kém trong điều hành và yếu kém trong cả việc chọn người mà vị trí tệ hại nhất trong chính phủ hiện nay có thể kể ra là nguyễn hồng diên nắm bộ lớn trong chính phủ nhưng nguyễn hồng diên gần như không thể điều hành được gì tình trạng mất an ninh năng lượng cứ tái đi tái lại mà không làm gì để chấn chỉnh hình ảnh tô lâm tại kỳ họp của ban thường vụ quốc hội bộ máy chính phủ của đảng cộng sản việt nam có thể nói là sự tổng hợp của một mớ hổ lốn không đâu vào đâu Đường lối lãnh đạo thì hảo huyền, nhân lực thì hạn chế, ý thức thì rất thấp. Một bộ máy nát từ cơ cấu tổ chức đến nhân sự vận hành. Rồi vị trí thủ tướng, vị trí được xem là điều hành cả nền kinh tế mà chỉ giới hạn cho cá nhân trong bộ chính trị. Lục tìm trong bộ chính trị, người ta không thấy gương mặt nào sáng sủa. Ngồi ghế thủ tướng, ông Phạm Minh Chính dồn hết tâm sức cho những trận chiến ngồi báu. Thì còn tâm trí đâu mà thực hiện những chính sách kinh tế, mà cho dù chính sách có thể đúng đắn đi nữa, thì khi thực hiện cũng sẽ bị méo mó vì tình trạng trên bảo dưới không nghe. Có thể nói, Thủ tướng Việt Nam quyền lực đối với nền kinh tế đất nước còn hơn cả Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ chỉ thực hiện chính sách tài khoá, nghĩa là điều hành nguồn tiền đầu tư công cho đất nước. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, FED, là đơn vị độc lập, không chịu sự điều hành của tổng thống, FED thực hiện chính sách tiền tệ không theo lệnh của tổng thống. Ngược lại, thủ tướng Việt Nam nắm luôn cả thống đốc ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước là một cơ quan ngang bộ, đứng đầu là thống đốc có cấp hàm ngang với bộ trưởng. Cho nên thủ tướng Việt Nam như hai tay hai súng, tay này điều hành chính sách tài khóa, tay kia điều hành chính sách tiền tệ thông qua thống đốc ngân hàng nhà nước. Hình ảnh dòng tiền đầu tư công bị ngẽn, thủ tướng là người chịu trách nhiệm. Vai trò của chính phủ là đẩy mạnh những dự án đầu tư công để thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, không hiểu sao từ 2 năm qua, ông thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện rất yếu, nguồn vốn đầu tư công bị ngẽn khắp nơi từ trung ương đến địa phương. Ngày 20 tháng 3 trả lời trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có phát biểu rằng qua một số vụ án trong lĩnh vực y tế giáo dục vừa qua cơ quan điều tra có nhiều kiến nghị khắc phục sơ hở trong đầu tư công đấu thầu mua sắm thiết bị góp phần minh bạch với mục tiêu làm một vụ cảnh tỉnh cả một vùng cả lĩnh vực để đối tượng tham nhũng phải bị xử lý người đang có kiểu cách làm việc hay công ty có phương thức làm việc như thế phải chấm dứt ngay khắc phục hiệu quả nếu không sẽ bị xử lý hình ảnh phạm minh chính bị soi tứ phía yếu huyệt lớn nhất của ông phạm minh chính hiện nay là làm sao khai thông được nguồn đầu tư công đứng trên cao ông nguyễn phú trọng sẽ quan sát nhất cử nhất động của ông phạm minh chính trong vấn đề điều hành nền kinh tế làm tốt thì không sao còn làm tệ thì phe của ông nguyễn phú trọng có cớ để đem vấn đề đó ra mổ xẻ trong các kỳ hội nghị trung ương giúp cho ông nguyễn phú trọng trong vấn đề này có ông vương đình huệ tấn công vào yếu kém của phạm minh chính cũng sẽ giúp vương đình huệ chiếm lại lợi thế trước đối thủ ngay cả ông tô lâm một tướng võ biền chỉ cần làm tốt nhiệm vụ bắt bớ là được này lại trổ tài thọc vào vấn đề nổi cộm của chính phủ điều đó cho thấy việc soi phạm minh chính không chỉ là nhiệm vụ của vương đình huệ mà còn là công việc của ông bộ trưởng bộ công an tô lâm Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Tô ngứa tây thọc sườn thủ chính Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng chính là ngựa thồ, tổng trọng là lái buôn, an phận hay đổi vai Đảng ra chủ trương chính phủ thực hiện, nói đơn giản hơn là đảng vẽ vời chính phủ thực hiện Cho nên muốn chính phủ thực hiện không nổi thì đảng vẽ ra những thứ trên mây khi đó cứ ung dung xem chính phủ thực hiện được hay không mà xử lý thực ra dù có là chính phủ thì cũng toàn là đảng viên đảng cộng sản thủ tướng chính phủ là nhân vật được xếp thứ ba trong đảng cộng sản về thứ bậc xếp thứ nhì về quyền lực tuy nhiên vì trong đảng cộng sản nổi lên nhiều phe phái cát cứ nên câu chuyện bên đảng và bên chính phủ không ưa nhau là chuyện bình thường căng nhất là thời nguyễn phú trọng và nguyễn tấn dũng Đến thời Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng thì bên đảng và bên chính phủ ít căng hơn. Tuy nhiên, đến thời Phạm Minh Chính làm thủ tướng thì căng trở lại. Hình ảnh Nguyễn Xuân Phúc làm phận ngựa thồ giai đoạn 2016-2021 và bị ngã vì Việt Á. Thực tế, qua 2 năm trên cương vị thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã tỏ ra yếu kém không khác gì người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu vụ án đăng kiểm đều trải qua hai đời thủ tướng. Nếu nói ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm về những sai phạm thời ông làm thủ tướng, thì ông Phạm Minh Chính không thể thoát tội. Công bằng mà nói, các đời thủ tướng Việt Nam từ thời Nguyễn Tấn Dũng cho tới hiện nay, không một thủ tướng nào có năng lực quản trị. Trước kia, các đời thủ tướng cũng kém năng lực, nhưng vì quy mô nền kinh tế Việt Nam còn nhỏ nên không bộc lộ hết được tiêu cực với lại lúc đó giữa tổng bí thư và thủ tướng chưa phân hóa như bây giờ có thể nói nhiệm vụ của thủ tướng rất lớn những nhiệm vụ ấy được ví như những món hàng mà thủ tướng chính phủ là con ngựa thồ phải cổng trên lưng những món hàng đó món hàng việt áo quá nặng lưng của cựu thủ tướng nguyễn xuân phúc không cổng nổi và ông đã phải ngã chổng gọng hình ảnh ông nguyễn phú trọng không đủ khả năng điều hành chính phủ nhưng lại đặt ra mục tiêu cho chính phủ thực hiện cứ mỗi 5 năm, Đảng Cộng sản đại hội một lần để ăn chia chức tước cũng như để đề ra những nhiệm vụ quan trọng cho chính phủ thực hiện. Bên đảng thì chủ yếu toàn là những người theo đuổi chủ nghĩa hoang tưởng nên họ ra những chủ trương cũng hoang tưởng theo, hầu hết mục tiêu đều là quá tầm đối với chính phủ. Cứ 6 tháng thì họ họp hội nghị trung ương một lần, mục đích là để loại ai, nâng ai giữa nhiệm kỳ và cũng tổng kết những gì mà chính phủ đã làm được hoặc chưa làm được đồng thời cũng giao thêm nhiệm vụ cho chính phủ như vậy là cứ sau mỗi hội nghị trung ương bên đảng lại chất thêm lên vai ông thủ tướng những nhiệm vụ mới nếu nói ông phạm minh chính là con ngựa thồ thì ông nguyễn phú trọng chẳng khác gì là gã lái buôn tham lam cứ chất lên vai con ngựa thồ hết món hàng này đến món hàng khác theo như chúng tôi quan sát thì những gì ông phạm minh chính đã thực hiện trong hai năm qua trên cương vị thủ tướng thì rõ ràng là ông Phạm Minh Chính không kham nổi khối hàng chất trên lưng ông. Vấn đề giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 2 năm qua, Phạm Minh Chính làm không xong. Bao nhiêu gói cứu trợ cũng bị ngãn, làm cho doanh nghiệp ngẫm như ngã rạ. Điều hành nền kinh tế thật sự là quá tầm đối với Phạm Minh Chính. Hình ảnh, liệu ông Phạm Minh Chính có dám đổi ngôi với Nguyễn Phú Trọng không? Thật ra nếu cho ông Nguyễn Phú Trọng điều hành chính phủ thì có thể ông làm còn tệ hơn Nguyễn Xuân Phúc hoặc Phạm Minh Chính bởi trong đầu của ông Trọng chẳng có kiến thức gì ngoài mớ lý luận mát lê đã lỗi thời. Tuy nhiên, với vị thế tổng bí thư, vị trí cao hơn thủ tướng trong nấc thang quyền lực của đảng, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể đề ra các chiến lược lớn cho chính phủ thực hiện. Cái trở trêu của đảng Cộng sản là thế, người ngồi vào ghế không phải là người phù hợp nhất, mà là người nào có thể lực nhất và với vai trò tổng bí thư, gã lái buôn Nguyễn Phú Trọng cứ chất hàng lên ngựa thồ Phạm Minh Chính không chống thì chạy, chú ngựa thồ yếu ớt này cũng ngã. Vậy tại sao ngựa thồ không tính kế đổi vai với gã lái buông cho đỡ mệt? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin thủ chính là ngựa thồ, tổng trọng là lái buông, an phận hay đổi vai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d